Đang là google.com anh em nhá. Đang là Google này, anh em lên này, anh em nhìn này, anh em nhìn này, anh em nhìn này. Phạm Tuấn này, Phạm Tuấn chấm club này, chấm club đấy. Anh em bấm vào đây là anh em sẽ ra như này. Nó ra như này, anh em bấm vào đăng nhập này, bấm vào đăng nhập đấy. Như là cái điện thoại này nó đăng nhập có rồi, có tài khoản rồi, cho nên nó sẽ đăng nhập được luôn. Đây nó sẽ ra như này. Anh em là muốn mua cái gì nào? Búp like này, comment này, share này, sub này, like fanpage này, búp phát livestream này, búp review fanpage này, búp like Instagram này, búp follow Instagram này, búp comment Instagram này, búp TikTok này, búp comment TikTok này, búp follow TikTok này, búp view TikTok này. Khi anh em muốn anh em bấm vào nạp tiền vào tài khoản này. Đấy. Sau anh em chuyển khoản vào số tài khoản này, nội dung chuyển khoản y ghi như này, 30 năm sau anh em nhận được tiền. Có tiền rồi anh em bấm vào đây để muốn tăng like này. Đấy. Tăng like rồi cho anh em chọn like chỉ 40 đồng thôi, anh em muốn tăng khoảng đây, muốn tăng khoảng 10.000 like đây, 10.000 like. Đấy. 10.000 like thì anh em chỉ mất 400.000 anh em nhá. Đấy. Dễ không anh em? Nói nhanh quá không anh em ơi?